Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể các thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến. Trong một lần thảo luận nhóm ở trường trung học cơ sở thị trấn Ba Chẽ, nhóm chúng em có đặt ra một câu hỏi: 2,68 tỷ USD là nhiều hay ít? Tất cả các bạn trong nhóm đều cho rằng đó là một con số cực lớn vì nó tương đương với 62.109 tỷ Việt Nam đồng. Và thưa quý vị, thật đáng tiếc rằng con số cực lớn đó lại là số tiền mà cả thế giới phải đổi lấy nguồn năng lượng chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ. Theo thống kê trên kênh 14, với số tiền đó, chúng ta có thể phòng được bệnh cúm cho tất cả mọi người ở Ireland. Vậy tại sao con số đó vẫn tăng lên không giới hạn? Con người chính là tác nhân gây ra hậu quả đó. Vậy phải làm gì để chúng ta nhận thức được rằng việc tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng là vô cùng cần thiết? Đó chính là lý do chúng ta có mặt trong hội thi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể các thầy cô giáo và các bạn, vấn đề sử dụng năng lượng nói chung, điện năng nói riêng hiện là một mối quan tâm rất lớn và cũng là chủ đề khá nóng bỏng. Không chỉ bị dừng lại ở việc chi phí đáng giật mình, mà sử dụng điện lãng phí cũng gây ra rất nhiều hậu quả phức tạp, đặc biệt là về biến đổi khí hậu. Nước CO2 do bóng đèn sợi đốt chảy ra ngoài môi trường làm trái đất ngày càng nóng lên, và cũng chính từ đó bao tai ương bắt đầu ập đến với con người: sóng thần, động đất, dịch bệnh, lũ lụt, tất cả chính là hậu quả do con người tự tay phá hủy ngôi nhà chung. Ra khỏi nhà không tắt điện, sử dụng những thiết bị tiêu hao nhiều điện năng, sự tương tác với sân khấu, ánh đèn laser hào nhoáng không cần thiết, tất cả không khó mà chúng ta có thể. Theo đánh giá của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, việc sử dụng lãng phí điện hiện nay đã lên đến mức báo động đỏ. Trước tình trạng đó, bằng những kiến thức đã có của bản thân, em tự nhận thức được rằng việc tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng là vô cùng cần thiết. Tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng không những là ý thức bảo vệ môi trường, mà còn là tấm lòng tương thân tương ái, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, chưa có đủ điều kiện để sống một cuộc sống đầy đủ tiện nghi như chúng ta bây giờ. Theo lời Bác Hồ kính yêu đã từng nói, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Em đã hành động từ những việc nhỏ nhất, tắt hết tất cả các thiết bị điện khi không sử dụng, hưởng ứng phong trào rời trái đất, và đặc biệt là tuyên truyền, vận động mọi người cùng chung tay, góp sức. Vậy, tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng như thế nào cho hiệu quả? Theo em, chúng ta cần: thứ nhất, tắt hết tất cả các thiết bị điện khi ra khỏi phòng. Nếu ra khỏi phòng trong thời gian ngắn, không đáng kể thì không nên tắt. Sử dụng những thiết bị tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, những thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên một cách tối ưu nhất. Thứ tư là tận dụng nguồn phụ phẩm sinh khối nông nghiệp để tạo ra nguồn ánh sáng. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo, thật tuyệt vời hơn nữa nếu người Việt Nam chúng ta học được các phương pháp tân tiến của những nước phương Tây để biến những điều tưởng như không thể thành những việc hoàn toàn có thể. Bằng trách nhiệm, sự sáng tạo, cần cù, kiên trì, những ô tô, những máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, những nguồn ánh sáng được chế tạo từ nguồn phụ phẩm công nghiệp sẽ không còn là điều xa vời trong tương lai. Người Anh có một câu nói: tôi không thể, bạn cũng không thể, nhưng chúng ta có thể. Hay người Việt Nam chúng ta có câu: một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Chỉ riêng giờ trái đất năm 2020 ở Việt Nam đã tiết kiệm được gần 1 tỷ đồng. Theo đánh giá, nếu một bóng đèn ở Việt Nam được tắt 1 giờ thì cả nước sẽ tiết kiệm được 130 tỷ đồng trên một năm. Quả là một con số đáng suy ngẫm phải không các bạn? Vậy nên, nếu bạn là người có nhận thức, có trách nhiệm và mãi mãi mong muốn trái đất này là ngôi nhà chung xinh đẹp, thì hãy hành động từ bây giờ, hành động từ những việc nhỏ nhất với tinh thần: tiết kiệm năng lượng là thượng nguồn của cuộc sống, tiết kiệm điện là thân thiện với môi trường. Bài hùng biện của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.